Barcelona tiếp tục duy trì mạch trận toàn thắng tại La Liga mùa giải 2024-2025 và mới nhất, họ có màn hủy diệt 7-0 trước Real Valladolid. Trong đó, người thi đấu chói sáng nhất bên phía Blaugrana là Raphinha với cú hat-trick của một đường kiến tạo. Huấn luyện viên Hansi Flick vận hành hệ thống 4-3-3 thay cho sơ đồ 4-2-3-1 ở 3 trận đấu trước và thực hiện một số thay đổi đáng chú ý về mặt nhân sự lẫn chiến thuật. Dani Olmo có lần đầu đá chính, hợp cùng Pedri và Marc Casado tạo thành bộ ba tiền vệ ở giữa sân. Trong khi đó, Raphinha được kéo ra cánh trái bên cạnh Robert Lewandowski và Lamine Yamal, hình thành nên tam tấu trên hàng công. Trước một Real Valladolid kém hơn hẳn về đẳng cấp và chỉ mới trở lại La Liga mùa này, Barcelona không mấy khó khăn trong việc chiếm lĩnh thế trận, áp đảo toàn diện và liên tục bắn phá về phía khung thành đối phương. Họ kiểm soát bóng lên tới 71%, thực hiện 595 đường chuyền, tung ra đến 23 cú dứt điểm và mang về 7 bàn thắng. Blaugrana còn đưa bóng dội cột dọc đến 3 lần. Người mở đầu cho show diễn hoành tráng và tưng bừng của Barcelona là Raphinha với bàn mở tỷ số ở phút thứ 20. Từ đường bấm bóng có điểm rơi chuẩn chỉ của Pau Cubarsí, số 11 của Barca thoát xuống, đỡ bước một bằng ngực trước khi kết thúc tinh tế hạ gục thủ thành Carhanh, người thi đấu dưới dạng cho mượn từ Arsenal. Raphinha còn có thêm 2 bàn thắng nữa để hoàn tất cú hat-trick cho riêng mình. Điều đặc biệt hơn, đây cũng là hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp của cầu thủ 27 tuổi này. Pha lập công đầu tiên của Raphinha thể hiện sự tinh tế tuyệt vời. Anh ghi bàn sau một pha xử lý xuất sắc và cú dứt điểm thì miễn chề. Bàn thắng thứ hai bằng chân trái sau khi tận dụng một cú dứt điểm bị cản lại, thể hiện sự thông minh và kiên nhẫn. Và pha ghi điểm thứ 3, Raphinha thể hiện tốc độ, khả năng chạy chỗ và độ chính xác tuyệt đối. Ngoài ra, tuyển thủ Brazil còn đóng góp một kiến tạo cho Ferran Torres lập công ở phút thứ 85. Một lần dây bóng thành công, tạo 3 key pass, một big chance, thực hiện 29 trên 35 đường chuyền chính xác và có một cú tắc bóng. Có thể dễ dàng nhận thấy, Raphinha là nhân tố năng nổ và giàu nhiệt huyết bậc nhất bên phía Blaugrana. Dù được Hansi Flick xếp ở vị trí tiền đạo lệch trái, song tầm hoạt động của cầu thủ này là rất rộng. Anh nhiều lúc di chuyển sang cả hành lang đối diện hoặc bó vào trung lộ, thực hiện các đường chuyền phối hợp và luôn trong tư thế sẵn sàng tiếp cận khung thành. Huấn luyện viên Paulo Pezzolano của Real Valladolid bố trí đội hình chơi thấp theo sơ đồ 4-1-4-1, tuy vậy không thể ngăn cản những đường lên bóng như sóng vỗ bờ đến từ Barcelona. Hậu vệ phải Luis Perez đã phải trải qua một ngày ác mộng khi liên tục bị Raphinha vượt mặt. Rồi cả những Irei Komet hay Lucas Rosa lần lượt cũng trở thành nạn nhân của cầu thủ người Brazil. Khác với 3 trận trước đó, Raphinha không phải bận tâm cho khâu hỗ trợ phòng ngự từ xa, bởi sức phản kháng đến từ Real Valladolid là rất yếu ớt và anh dành gần như toàn bộ thời gian hoạt động nơi tiền tuyến. Từ chỗ thuộc diện có thể bị bán đi, cựu cầu thủ của Leeds United đã làm tất cả phải sửng sốt với màn trình diễn phi thường. Chia sẻ sau trận đấu, Raphinha đã có những nhận xét về màn trình diễn của mình và tin tưởng Barca sẽ duy trì được phong độ hiện tại trong những tháng tiếp theo. Tôi không biết đây có phải là trận đấu hay nhất của mình hay không, nhưng chắc chắn đây là một trong những trận đấu hay nhất. Tôi sẽ cố gắng chơi tốt hơn nữa chừng nào tôi còn ở đây. Tôi rất hạnh phúc. Đây là cú hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp của tôi và tôi hạnh phúc khi giúp đỡ được đội bóng. Tôi cảm thấy rất tốt. Trận đấu hôm nay cho thấy chúng tôi không cần thêm tân binh nào. Chúng tôi hài lòng về điều đó. Huấn luyện viên muốn nhiều bàn thắng hơn và chúng tôi cũng thế. Chúng tôi muốn ghi nhiều bàn thắng nhất có thể và luôn luôn tôn trọng đối thủ. Ghi bàn là cách tốt nhất để tôn trọng đối thủ. Khi mới cập bến Barca ở mùa giải 2022-2023 từ Leeds, cơ hội đá chính của Raphinha là không quá nhiều ở cánh phải. Khi đó, Xavi ưu tiên Ousmane Dembele. Lúc ấy, thái độ tập luyện và thi đấu của Dembele bị chỉ trích khá nhiều, nhưng Xavi vẫn bảo vệ tiền đạo người Pháp. Đến khi Dembele dính chấn thương đùi vào tháng 1 năm 2023 và phải nghỉ thi đấu 3 tháng, Raphinha mới có cơ hội, nhưng chỉ là cơ hội để cạnh tranh chứ không phải là nghiễm nhiên được đá chính. Trong tay Xavi khi đó có Ansu Fati và Ferran Torres cũng chơi được ở vị trí này. Tuy nhiên, Fati dính chấn thương nặng và tự đánh mất phong độ đang lên của bản thân. Trong khi đó, Torres chưa khi nào trở thành kép chính bởi phong độ rất phập phù. Raphinha khi đó không tệ hơn nhưng cũng không nổi trội hơn hai người đồng nghiệp. Đến khi Fati được cho mượn tại Brighton, còn Dembele đến PSG, những tưởng cơ hội cho Raphinha đã đến, nhưng sự thật lại trái ngược. Torres chơi rất ấn tượng trong giai đoạn tiền mùa giải 2023-2024, nhưng như vậy vẫn là chưa đủ. Sự xuất hiện của Lamine Yamal quá hay khiến cánh phải trở nên chật chội hơn với Raphinha. Đỉnh điểm là khi Yamal đang đá hay, Raphinha lại dính chấn thương đùi khiến Xavi mặc nhiên chọn Yamal ở vị trí này. Do Yamal không chỉ tấn công hay và còn biết làm bóng tốt, Xavi và ban huấn luyện không thể gạt đi tiền đạo 16 tuổi để đón Raphinha trở lại. Sau đó khi dần bình phục và ra sân trở lại vào tháng 2 năm 2024, Raphinha dành nhiều thời gian trên băng ghế dự bị và quan sát các đồng đội, đặc biệt là Yamal thi đấu. Nhiều lần được tung vào sân, Raphinha cũng không được đá ở cánh phải sở trường. Có lúc, anh bị giải sang trái hoặc có lúc lại chuyển vào trung tâm đá như một hộ công. Dần dần, Raphinha thích nghi với các vai trò mới và dần trở nên quan trọng. Chưa bao giờ người hâm mộ Barcelona thấy anh phàn nàn về vị trí thi đấu của mình. Raphinha thuộc mẫu cầu thủ chẳng nề hà bất cứ công việc gì, chỉ cần việc đó có ích cho toàn đội. Ngoài vai trò cầm bóng quan trọng với khả năng tạo cơ hội và dây dắt bóng, cầu thủ người Brazil không ngại lăn xả mình trong các pha thu hồi bóng, đánh chặn. Barca luôn chú trọng vào việc tấn công đối phương trên mọi phương diện và vì thế dễ rơi vào tình trạng hỗn loạn khi chuyển đổi trạng thái. Để bù đắp cho hạn chế này, Raphinha luôn nỗ lực lùi về rất nhanh để hỗ trợ phòng ngự cho đội nhà. Khác với những nghệ sĩ sân cỏ điển hình đến từ xứ sở samba, Raphinha làm việc hết mình khi không có bóng, tận tụy dọn dẹp mọi thứ mà anh gặp phải trên đường chạy. Với một cầu thủ chạy cánh thì tốc độ làm việc cũng như thể lực như Raphinha thuộc hàng hiếm. Điều đó khiến sự có mặt của anh trong đội hình Barca càng trở nên quan trọng hơn. Cần biết tại La Liga 2022-2023, Raphinha là cầu thủ tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn thứ hai chỉ sau Antoine Griezmann. Điều đó chứng tỏ nếu như cầu thủ người Brazil khỏe mạnh và được sử dụng đúng cách, anh có thể chơi tốt ở cả vị trí số 10 nếu cần thiết. Và chính huấn luyện viên Hansi Flick cũng từng để Raphinha thi đấu ở vị trí này. Những quả tạt chìm và những đường chuyền dài của Raphinha là những phương án đầu tiên khi anh tìm cách chuyền bóng cho các đồng đội. Trong một đội hình nhiều cầu thủ sáng tạo bẩm sinh có khả năng phá vỡ những khối phòng ngự bê tông, Raphinha chính là vũ khí không thể thiếu của mọi huấn luyện viên. Cầu thủ 27 tuổi sở hữu khả năng chuyền bóng cực kỳ đa dạng, phong phú và khó lường. Raphinha cũng là một chuyên gia di chuyển không bóng. Cựu tiền đạo của Leeds United không chỉ nhanh mà còn di chuyển rất thông minh, một trong những vũ khí cực kỳ lợi hại của cầu thủ người Brazil. Vốn là một cầu thủ kiến tạo hàng đầu, nhưng khả năng di chuyển không bóng thông minh khiến cho Raphinha khó bị bắt bài và bị hậu vệ đối phương kèm chặt. Cũng chính nhờ vào cung đường di chuyển chẳng giống ai, Raphinha có thể thoát bẫy việt vị, đánh lừa được hậu vệ đối phương. Đôi khi người ta quá để ý vào khả năng tạo ra sự khác biệt khi có bóng của Raphinha mà quên đi việc anh cũng rất hiểu biết và có cảm giác không gian tuyệt vời. Những pha chạy chỗ thông minh và đúng lúc của anh nhiều lần đóng góp vào bàn thắng của gã khổng lồ xứ Catalonia. Huấn luyện viên Hansi Flick từng bày tỏ lời ngợi khen dành cho cậu học trò và xem anh là nhân tố quan trọng trong cách xây dựng lối chơi. Sự đa năng của Raphinha là điều khiến nhà cầm quân người Đức cảm thấy thích thú. Anh có thể đóng vai trò hộ công hoặc giật cánh trong hệ thống 4-2-3-1 và mới nhất, cầu thủ này tỏa sáng rực rỡ khi Blaugrana vận hành sơ đồ 4-3-3. Barcelona khởi đầu La Liga 2024-2025 đầy ấn tượng với 4 trận toàn thắng và chễm chệ trên đỉnh bảng xếp hạng. Hansi Flick đã thổi những làn gió mát lạnh tạo nên sức bật mới cho Blaugrana với sắc thái tấn công đa dạng và biến hóa hơn dưới thời của Xavi Hernandez. Ngoài ra, những tín hiệu tích cực từ hàng phòng ngự cũng đã xuất hiện khi bộ tứ Jules Koundé, Pau Cubarsí, Inigo Martinez, Alejandro Balde dần trở nên gắn kết hơn. Barcelona của Hansi Flick đang đập tan những hoài nghi về một tập thể thiếu đi năng lực cạnh tranh danh hiệu, đồng thời qua đó gửi lời tuyên chiến đầy sức nặng đến đại kình địch Real Madrid cùng phần còn lại của La Liga. Trong đó, có thể khẳng định chắc nịch, Raphinha chính là gương mặt nổi bật nhất trong 4 vòng đấu đã qua của đội bóng xứ Catalonia với 3 bàn thắng, 2 kiến tạo cùng vô vàn dấu ấn tuyệt vời khác. Khi cảm hứng dâng tràn, điệu samba của Raphinha sẽ lại rộn ràng.